Trong lúc băng nhóm lừa đảo rút tiền phi pháp từ máy ATM, tài xế của nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ ngay hiện trường. Cảnh sát dồn lên phía trước, nam thanh niên vùng vẫy tìm cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, dưới sự áp đảo từ phía cảnh sát, nam thanh niên đã bị còng tay không thể cử động. Còn một nam thanh niên từ bên trong cửa hàng tiện ích là đồng phạm. Khi nhìn thấy cảnh sát bao vây, đã giơ tay đầu hàng và lập tức bị bắt giữ. Sáu thanh niên bước ra từ đồn cảnh sát đều làm tài xế cho băng nhóm rút tiền phi pháp từ máy ATM. Trong đó có hai người chưa đủ tuổi vị thành niên, là học sinh cấp 3. Trong đợt nghỉ hè được nghỉ học muốn đi kiếm tiền nên bị băng nhóm lừa đảo dụ dỗ làm việc phi pháp. Vào mùa hè là mùa thanh thiếu niên học sinh Đài Loan đổ xô nhau đi làm thêm. Tuy nhiên nên thận trọng và lựa chọn công việc thích hợp, tránh trở thành công cụ cho băng nhóm lừa đảo lợi dụng. Theo thống kê, trong tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ được 1.504 nghi phạm làm nhiệm vụ tài xế cho các hoạt động phi pháp. Trong đó có đến 174 người chưa đủ 18 tuổi, chiếm tỷ lệ 12%. Một số người lầm tưởng, nghi phạm dưới tuổi vị thành niên thì án tích sẽ không bị lưu lại trong lý lịch tư pháp, nhưng thực ra phải trả giá khá đắt cho công việc phi pháp này. Vì thế, kêu gọi các em học sinh trong thời gian nghỉ hè, khi đi tìm việc làm thêm phải hết sức cẩn thận, lựa chọn cơ sở kinh doanh hợp pháp. Phụ huynh cũng nên quan tâm nhiều hơn đến hành vi của con em, tránh bi kịch bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ các em làm công việc phi pháp, gây ảnh hưởng đến cả tương lai con em và gia đình.